và mình cũng không biết là ăn cái gì mà nó cung cấp đủ những chất mà cơ thể cần, mà cũng không biết cơ thể cần đủ các cái thứ gì nữa. Ai cũng thấy mình cần phải đào thải độc tố không, kêu là uống rượu bia này, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thức ăn bẩn cho nên tạo ra nhiều cái độc tố cơ thể. Mà mình cũng đâu có biết đi ăn cái gì ở bên ngoài mà để cho mình giúp giải quyết vấn đề độc tố cơ thể đâu. Cả nhà ơi, hôm nay Liên tranh thủ rảnh rỗi chia sẻ cho mọi người cái gói viên thần thánh hàng ngày Liên dùng. Có nhiều anh chị thắc mắc là Liên dùng cái gì thì Liên cũng chia sẻ luôn với mọi người là hàng ngày là Liên đi chợ. Đi không biết là đông làm sao cho mình đủ vitamin, đủ khoáng chất không, đủ chất dinh dưỡng của cơ thể mình là bao nhiêu cho đủ cả. Và mình cũng được biết rằng là một ngày mình cần phải ăn 1 kg rau củ quả với 5 màu khác nhau, và nó được thu hoạch trong vòng 4 giờ đồng hồ thì lúc đó nó mới giữ được nguyên chất của rau củ quả, còn không thì mình cũng bị mất chất hết rồi. Đó là lý do mà Liên quyết định là sẽ bổ sung dinh dưỡng cho bản thân và cho gia đình của mình. Bởi vì mình đi chợ mình áp lực dữ lắm, không biết làm sao đủ chất hết. Đó là lý do Liên bổ sung cái dòng dinh dưỡng Wellness của Oriflame. Bởi vì một cái gói như thế này mà nó rất là toàn diện, nó bổ sung cho mình đầy đủ tất cả những thứ mà cơ thể mình cần. Cái viên mà .. này đó là cái viên vitamin và khoáng chất tổng hợp. Trong đây nó gồm 22 loại vitamin và khoáng chất tổng hợp, mà bình thường là mình ăn một ngày không bao giờ mình cung cấp đủ 22 loại này được. Và mình cũng không biết là ăn cái gì mà nó cung cấp đủ những chất mà cơ thể cần, mà cũng không biết cơ thể cần đủ các cái thứ gì nữa. Và đây là nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới ở viện Igalosa. Người ta đã nghiên cứu một cơ thể bình thường mỗi ngày cần bao nhiêu đây, tối thiểu là đủ rồi. Đó, rất tiện lợi nha. Còn cái omega 3 này nè, thì là người ta nói là mình phải ăn cá nhiều đúng không? Mà cá hồi, ví dụ như cá hồi một ngày mình phải ăn được phải 2 đến 3 lạng cá hồi thì mình mới đủ cái lượng omega 3 cần thiết của cơ thể. Đó, omega 3 không phải là thức ăn nào cũng có để cho mình. Mà cái lượng này là 2 viên omega 3 này nè, là không bao giờ ngày nào mình cũng ăn được vài lạng cá hồi, ít nó mắc. Thứ nhất, cái thứ hai là nó cũng không có đủ được cái lượng tinh khiết mà mình ăn vô mình còn bị mập nữa chứ. Mình dư calo là mình mập à. Cho nên là mình bổ sung 2 cái viên này, nó giúp thông thoáng thành mạch máu, đốt cháy cholesterol là mỡ thừa ở trong mạch máu của mình. Nó giúp cho mạch máu của mình thông thoáng, nó giúp là kích thích ký neuron thần kinh cho trí não hoạt động tốt, cho mắt hoạt động tốt, cho xương khớp và cho hệ miễn dịch của mình nữa. Rất là nhiều thứ mà omega 3 có thể cung cấp được mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, phải cung cấp từ bên ngoài vào. Đó, thế là Liên bổ sung cho gia đình của mình. Đó, 2 viên này nha. Ai cũng thấy mình cần phải đào thải độc tố không, kêu là uống rượu bia này, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thức ăn bẩn cho nên tạo ra nhiều cái độc tố cơ thể. Mà mình cũng đâu có biết đi ăn cái gì ở bên ngoài mà để cho mình giúp giải quyết vấn đề độc tố cơ thể đâu. Thì đây, cái viên astaxanthin là cái viên mà nữ hoàng chống lão hóa nè. Là cái viên độc quyền nha. Nó là có khả năng bảo vệ tế bào, rồi nó có khả năng đào thải những cái độc tố, những cái cặn bã dư thừa, cũng như là người ta gọi là gốc tự do, đó là độc tố tạo ra trong cơ thể của mình thì nó sẽ vô hiệu hóa gốc tự do, đào thải ra ngoài hết. Đó là nó giúp cho cơ thể của mình là khỏe mạnh toàn diện. Nó bảo vệ cái thành mạch máu không bị sơ cứng sơ vữa này, nó bảo vệ tế bào không bị chuyển đổi thành một cái tế bào nguy hiểm như là tế bào ung thư chẳng hạn. Đó, và nó giúp thông thoáng thành mạch máu, nó đốt cháy cholesterol, nó làm thông thoáng mạch máu thì mạch máu không bị sơ cứng, không bị sơ vữa, thì nó không có bị tắc, không bị bể, không bị đột quỵ, không bị nhồi máu cơ tim. Đó, còn mà cái tế bào của mình hàng ngày nó cung cấp đầy đủ chất, nó có cái cơ chế là thay mới tế bào hàng ngày thì nó khỏe lên. Nó đó là lý do tại sao mà cách đây khoảng chừng 3 năm trước là Liên chưa dùng sản phẩm này thì Liên bệnh nhiều lắm. Thì bây giờ là một là mình đi chợ không đủ chất, mình không có đảm bảo thì mình bổ sung. Nhưng sau khi mình bổ sung là sức khỏe của mình được cải thiện, mình trẻ hơn ngày xưa, mình khỏe hơn ngày xưa. Cho nên là mình tự tin lắm, đi chợ bây giờ không phải lo nữa. Ở nhà con thì có Wellness Kit để ngậm rồi, omega 3 này. Còn vợ với chồng là đều có cái này, vừa bảo vệ tế bào mà vừa đủ chất cho cơ thể khỏe, vừa bảo vệ tế bào, vừa đào thải độc tố, rất là tốt. Cho nên là Liên và chồng của Liên hàng ngày mỗi người sử dụng một gói như thế này là mình yên tâm lắm.
đi chợ không sợ nữa, muốn mua gì ăn cũng không còn sợ là mình thiếu chất nữa. Cho nên là đi chia sẻ với mọi người để cho mọi người biết cách bảo vệ sức khỏe của gia đình mình, mà để có 1 kg rau củ quả chất lượng mà không có hóa chất, không có mà tốt á nha, sạch á, gọi là sạch á, thì tốn rất nhiều tiền. 5 loại khác nhau mình thu hoạch sau 4 giờ thì cái điều đó ở thành phố Hồ Chí Minh khó làm lắm. Mà để mà có các loại rau củ quả sạch như vậy á, đảm bảo chất như vậy á, thì tất nhiên là nó phải tốn nhiều tiền à. Đó. Rồi thí dụ như 2-3 lạng cá hồi đi thì cũng tốn nhiều tiền lắm. Đó. Còn Atasantin này nè, là độc quyền như vậy á, thì không biết ăn ở đâu hết mà mua các loại tảo mà ở vùng quần đảo thì Bình Điển đem về á. À, rồi trái Việt Quất này kia nó cũng rất là mắc tiền. Để ăn cái đó thì mắc tiền. Thì gói này hàng ngày Liên bảo vệ sức khỏe từ 25 cho đến 40 ngàn một ngày á, thì tính ra nó rẻ. Một là rẻ này, hai là nó tốt nè. Cho nên Liên sử dụng để cho gia đình mình hàng ngày. Thì ở trên thị trường có nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng tại sao Liên chọn Wellness của Oriflame? Bởi vì nó được nghiên cứu bởi viện Igalosa, là cái viện mà khoa học đời sống của tất cả những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Và nó ở Thụy Điển. Thụy Điển là một trong những quốc gia mà đáng sống nhất trên thế giới nè, với cái nền khoa học cao, các cái giải Nobel đều được trao từ Thụy Điển, và đây là cái nôi của nền khoa học. Cho nên là sản phẩm của họ tạo ra là chắc chắn là tốt rồi. Và tiêu chuẩn sản xuất từ 2 cái nhà máy đặt tại Anh Quốc và Đức, thì là 2 nơi mà có cái nền có cái tiêu chuẩn sản xuất cao nhất trên thế giới hiện nay. Cho nên là mình rất là tin tưởng để cho gia đình mình sử dụng. Đó, hôm nay Liên lên chia sẻ cho mọi người về cái dòng sản phẩm dinh dưỡng mà gia đình Liên đang dùng. Và Liên thấy nó rất là hiệu quả, từ hồi dùng tới giờ là mình yên tâm dữ lắm. Và sức khỏe không cần phải đến bệnh viện và cũng không phải uống thuốc ở bệnh viện nữa. Rồi, đó là chia sẻ của Liên. Mọi người hãy cho phép bản thân và gia đình của mình được sử dụng cái sản phẩm này nha.